Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có đi qua cái suối mới bên đây, mình có đi dọc cái suối để soi tiếp tục ra tiếp tập 6 nghề soi rắn đêm á, sát thủ bóng đêm 2020 cho các bạn xem á. Một các bạn đón nhận ủng hộ, các bạn nhớ xem quảng cáo chia sẻ mạnh mạnh để giúp mình có tiền mua mì tôm ăn nhé các bạn. Mình mới đi tới đây, mình gặp một con rắn nằm trên đây nè. Mình đi với ông anh mình, mà ông anh mình không đi ở đây, nó có cái suối, nó có hai nhánh lạng á, ông trẻ bên kia ông đi, mình đi bên đây dần gặp con mà không có đồ bắt các bạn ơi. Giờ mình đứng mình nhìn ngắn, mình nó nhìn nhau cười mà con này cũng nhỏ nha bạn, có chừng hai lạng mà. Để coi bây giờ mình phải tìm cái thế đó để mình bắt nha bạn, nó nằm hơi cao quá. Giờ mình phải tìm cái, mình trèo lên trên cái vách đất này. Trèo lên như đó mình đứng đó mà mình giơ tay là mình chụp nó nha bạn. Bây giờ để mình phải tìm cái con đường nào đó để mình đi lên trên đó nha. Đi xuống đây một chút coi nó có cái chỗ nào leo được không, mình trèo lên bắt chỗ tài luôn. Tại nó có hai cái ngách đó, anh nó đi ngách bên kia mình đi ngách bên đây, hai ngách này cách nhau cũng xa. Giờ chờ hôm qua biết chừng nào leo được tìm thấy quốc con này luôn. Giờ phải trèo lên cái đồi mà. Chắc da của con đó rồi bạn, da da nó ráo nha, lại nha. Cái này là cái da đầu của nó nha bạn, da của cái đầu nó dài lắm bạn, cái mình nó còn nằm trong đây mới. Leo lên thế mình hút hàng, hy vọng là nó sẽ nằm ngay tầm tay của mình nha bạn. Đúng rồi, ngay đây, ngay bàn tay bạn ơi, ngon rồi, thơm rồi, kẹo thơm rồi bạn ơi. Bỏ ba lô xuống đây, rồi vướng ở sau quá. Để mình hậu hán một cái bạn ơi, hậu hán cho ăn các bạn. Hậu hán kìa, ở đây đám lá bụt bụt không bạn. Đây con này là con đầu tiên của mình nè các bạn. Giờ mình lấy cái túi mình cho nó vô coi nha. Giờ mình có con tay mình phải ngắt hả bạn, chứ con tay làm được. Đây con đầu tiên nha bạn, rồi đi tiếp mình quay tiếp cho bạn xem nha. Oligodon các bạn, Oligodon vẫn có gì riêng, có răng nanh độc. Cái đầu có khúc phải không, rất là ngắn. Cái đuôi nó móc vào tay mình, giật mình cái đó luôn. Mình giật mình thả đầu nó ra cái là biết không, nếu mình giật mình thả đầu nó ra cái là quất mình liền. Đó là cái đuôi giống như kim dưới trời quất rồi nha, có kim vậy nổ vô trời, đuôi nó một xíu nó như kim rồi. Lầm nó là ngắn nước không phải đó nha, rắn có độc, mình có test rồi đó, test lại cho các bạn coi lận. Hai nanh độc nó giống y con rắn hoa cỏ. Đừng có nói tụi con này rắn nước bốc bậy bạ, quạch cho cái là xong. Rắn là bữa nó mạnh lắm. Trời ơi tụi con nè, mở cái hàm răng nó chưa. Đây nè, thấy rõ không,
Đây thấy rằng nguyên bộ hàm răng độc không, khủng khiếp đó, trời ơi thấy ghê chưa nè, khủng khiếp chưa đó, khiếp chưa. Đừng lầm với ngắn nước nha, sai lầm to lớn nha bạn, sai lầm này là không có đường để quay lại được đâu. Bộ găng đó nè, găng này khỏe lắm, cầm yếu yếu là chịu không nổi nữa bạn, độ gặt nó rất là khủng khiếp. Thấy hàm găng không, đầu nhìn nó là nói nó không có độc. Cây này khó mở miệng quá. Bộ găng quy lực nó đây mà, thấy không, thấy rõ chưa. Bộ nanh độc nó cỡ đó nha, mỗi bên là 2-3 cái luôn nha bạn, chứ không phải là một cái bình thường nha bạn. Không thấy ghê chưa nè, ghê không, khiếp chưa, độc mà không phải gắn bình thường nữa nha. Cơ thể nó đây nha bạn, hôm nay là mình không có sát sanh con này nha, độc mình sẽ cho nó đi, chỉ mở miệng nó ra để cho các bạn coi thôi, để các bạn phân biệt. Bạn nãy các bạn thấy hàm răng nó có rõ chưa đó, các bạn nhìn cho kỹ đó nha, chứ để nói cái con này là có con gắn nước nè mà ai không biết nhìn nó có con gắn nước chứ gắn gì đó, bóc đi. Cái đầu con gắn này là khác cái đầu con gắn nước nè bạn, cái đầu con này là cái mỏ nó ngắn hơn gắn nước, gắn nước là cái mỏ nó dài hơn, con này cái mỏ nó con khúc mà, các bạn thấy không, đạp đó nè, chạy nó rất là ngắn nè bạn. Rồi bắt cái cỏ cũng chạy đi đi. Bạn xem kỹ nha bạn, để phân biệt có con này với con gắn nước nha. Cái này là mình muốn giúp các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái loại gắn độc nó như thế nào á. Các bạn xem nhớ cho mình một like, có quảng cáo xem cho mình có mì tôm ăn nha các bạn. Hôm nay bạn thấy hàm răng nó rõ không? À, cho nó đi nha bạn, cho đi đi. Nay mình bắt mấy gắn nó gặp rồi cẩn thận nha bạn, đừng nó gắn nước thì chụp vô cái chết. Mình đi nhiều khi mình gặp mấy gắn này gắn nọ mình thường hay quay, không phải là quay để câu giờ kiếm quảng cáo này nọ đâu, mà mình muốn là quay để cho các bạn xem, các bạn biết là cái con gắn gì nó có răng độc hay không. Cái con gắn đó hả, mình không cần nói là nó có độc hay không đi chăng nữa, chỉ cần mấy cái răng nó cắn cho mình thôi đã được bị tổn thương hả bạn, chứ không chưa cần biết là nó có độc hay không đâu. Và thấy mỗi bên hai cái nanh dày khủng khiếp chưa đó, nhưng mà nó có độc một cái là mọi chuyện là không biết nó sẽ đi về đâu nữa nha bạn.
nói chuyện sợ nó chạy nha bạn, không có nói chuyện được. Rắn mà thấy nó nằm khơi khơi chưa, nãy giờ đi vòng vòng cái suối tìm rã mồ hôi luôn, thấy con nào đi trên bờ khơi khơi nằm trên bụi cây thì cũng khó hiểu thiệt bạn. Sướng không, quá đã bạn, đi lạc ông anh nãy giờ luôn, nãy giờ đi giống như đi lạc, nãy giờ không biết ổng ấy phương trời nào luôn các bạn, tìm vẫn thấy đâu. Bắt con này con thứ hai, biết ổng đi cái tiếng kia mới có được con nào ổng cho vô túi các bạn. Con này là con thứ hai của mình các bạn. Giờ này mới 9 giờ bạn. Con mà cái con nãy con đầu tiên nó hơi nhỏ nha bạn, con này đã đỡ con hơi nhỏ xíu. Hai con cũng có được, có được 6-7 gói mì vậy bạn, 6-7 gói mì gấu đỏ hảo hảo. Trời ơi sướng. Đi soi mà gặp là đi không thấy mệt luôn mà, còn mà đi mà không gặp á, trời ơi người nó mệt ghê. Hai con mà đây. Rồi, giờ mình chắc đi dài dài ra đi về luôn mà, chứ giờ đi lên bờ đi rồi, đi dài dài về thôi chứ giờ đâu đi dưới suối đâu, chắc tập này cũng ngắn mà. Mấy rắn này bầm sả ớt các bạn, ngon cực kỳ luôn nha bạn, thịt nó ngọt lắm, ngọt nhất luôn. Hồi nãy mình mới chụp cái đèn con này bạn nhớ không? Nè, hồi nãy giống mình đi vô đây, mình chụp trên cái bụi cây như đang con mà thấy không? Mình mới nhích qua đây mình thấy con đó nha bạn, kế bên luôn. Đây nè, kế bên luôn con đó nha. Nè, con này còn bự hơn con nãy mà ui. Con này chà bá luôn. Sao bắt đây ta? Con này nằm cao lắm nha bạn. Con này chắc phải đi tìm ông anh nè, để kiếm cái móc mới bắt được nha bạn. Nè, nằm nè, đó, nằm đó. Vô mánh các bạn ơi. Còn phải có cái móc mới bắt được nha bạn. Được. Xuống hồi nãy cái dưới này nè bạn, giờ đây con nha, giờ mình đi soi vòng vòng qua đây tiếp coi coi có nào, chắc hai con à, không có nữa đâu, có hai con cặp dữ lắm. Xong mình đi tìm ông anh kiếm dây móc qua đó, xong rồi mới bắt cho bạn coi nha. Còn đó phải từ có 4 lạng nha bạn, thơm thơm thơm, được kêu thơm biết xuống ghê. Đã xa lắm nha bạn, rum không được nét lắm nha. Còn con nào nữa không? Hơn hơn 3 con sao? Đây là mấy cái hố. Hố đầm bậy đầm bạ nha bạn. Có rắn ghê. Đi sâu chứ nãy giờ đi xíu cũng có. Con nó cái lịch sử luôn. Ở này chắc phải đi ra tìm ổng mà vô bắt các bạn ơi. Giờ quay tìm ổng cái. Có hai con. Rồi, giờ đi ra quay kiếm ổng cái. Cào lắm cái này, một mình làm không được đâu. Quay móc nó bắt. Rồi, mới qua kêu đề ca quá nha bạn. Đề ca kẹp. Anh em kẹp con dưới này nè. Anh em kẹp anh em bắt con chụp con đây nè. Đó, giờ đây trên đàn con. Đó, thấy không? Đó, nào đó. Ồ, đào. Nằm cười cười luôn. Thấy xưa không? Đã ghê không? Đó. Con này cũng trọng rồi. Con này 3-4 lạng. Đã ghê không? Rồi hết rồi, có 2 con. Hai mắt đỏ lồm không? Kẹp ngang qua được mà. Xuống hả? Vậy bước xuống. Nó đi cái đường đó, có đã chỗ đó có được xuống. Bữa nay nghề soi rắn chuyển sang một chương mới nha bạn. Đi soi rắn, nghề soi rắn chuyển sang đi bắt rắn dưới hố bơm.
đó đó, cái đầu đó đó đó, thấy không, hai mắt đỏ lồm luôn kêu, mắt nhìn đêm sáng thiệt nha. Ở đây mình nhìn nó không thấy gì mà nhận qua cái đèn led điện thoại nó đỏ hay, nó kẹp vào cái có, nó có cái khoanh á, kẹp vô khoanh hố bơm này khá là sâu nha, mình đứng tuốt dưới luôn. Rung dữ anh, đừng có rung anh. Rồi xong rồi. Trời đất ơi. Đâu chưa? Cái gì vậy? Một đống cái này ghê vậy. Trời, em tưởng mất rồi chứ, kẹp gì cây không nổi. Em tưởng nó chạy mất nữa rồi chứ. Trời ơi, trời, kẹp gì đâu mà kẹp xong rắn chạy tích bơ không nổi. Bó tay. Hút nó rồi. Hên nhảy ngày anh không giờ mất tiêu rồi. Giờ mấy anh em mình tiếp tục đi tìm hố bơm sau nha, mà có không? Cái hố bơm này thấy may mắn quá. Không, nãy giờ mình đi dưới xuống muốn xỉu luôn mà không có, lên hố bơm làm được 2 con. Giờ tiếp tục đi tìm hố bơm rồi. Ở đây hố bơm nhiều lắm, đầy hố bơm. À, ok, giờ cho vô đi nha bạn. Bự không anh? Hả? Đó, trời, ở đây nó nằm vậy không á. Một con này trọng anh, bạn con nãy mới bắt. Ê, con này to á. Ừ, vô vô, con thấy 4 bạn. Ôi. Được ký không? Đã kìa hả? Trời ơi. Đó, phải biết cách mà phát huy chứ không? Đâu có thể nào mà cực khổ mãi được. Bên kia còn mỗi hố bơm để anh em bữa nào đi. Bữa nào rảnh rảnh đi kiếm hố bơm bắt, phải đi suối. Đi suối cực cũng có, giờ đi hố bơm ngon hơn. Sao nè. Ghê không? Con này to. Con này 4 lạng. Quá đã luôn. Thôi, ngày mai chúng ta đừng có đi suối, đi kiếm hố bơm sao thôi. Gắn nòng đầy hố bơm đi xuống suối làm gì phải không ạ? Dạ. Mới vô gặp thêm con nữa các bạn. Ở đây cho khu này nhiều hố để đi tìm nữa coi có. Nhiều lắm. Để bao la hố. Như qua bên kia kìa. Đầu vô. Mới vô cũng gặp con à. Mình phải tìm con chứ. Hay nằm cặp nha bạn. Thấy con thế nào vòng vòng cũng có con. Mình lùm này, mấy cái bù xích này hơi thấp nó không nằm. Cái này nó khoái nằm cao cao. Trừ khi mà sát suối nó mới nằm sát nước. Trong đây con còn bạn. Để đi nhẹ nhẹ thôi, con này anh mạnh nó bỏ. Đây nè, tới đây. Đó, thấy cái da không? Đó đó. Đó ngay đèn nè, đó. Đó đó ngay, có ngay đèn đó. Thấy không? Thấy có da không không? Coi kỹ nè. Đi bên này nè, bên này có đường nè. Thấy thấy xa ghê. Nè, nghe đèn nè, nghe ngón tay nè. Đi nè, đi vòng dưới đây nè, anh chui qua lỗ này nè, không không xuống. Ở lò ngón này vô nhìn mới thấy nó được. Đó không? Đó thấy nó không? Bù xích nó ngã ra nha. Coi chừng đụng cái đầu cái bù xích lắc nó bỏ. Bự không? Trời ơi.
cái chỗ rừng rậm không nằm chui ra mấy chỗ cái gớm nằm như cây bù xích vậy đó. Và trong cái đó bạn biết là trong rồi nè, như một cục rừng đúng không bạn, hai anh em quằn nó muốn xỉu luôn, thấy đó đâu, cuối cùng nằm quay là bù xích chơ dơ gắn, nhiều khi nằm mấy chỗ khó hiểu không, rồi dùng găng cắn ghê vô nổi để cho. Kinh điển. Nãy đi 4 năm cục nó mới gặp được con, mấy cục thì nãy đẹp lắm, không có giống như nó dụ mình sao, nãy giờ cứ thư dần nãy em ca khá mà điện là điện im rồi kia là sao gặp bự à, sao ngồi mấy hố đẹp với em có con bự hả, ghê mấy cái hố lớn không có đâu, nó khoái nằm mấy cái chỗ đơn giản à. Cái càng rậm là càng ít nha bạn, còn mấy cái chỗ mà đơn giản là lại nằm đi sâu càng cạn, đây tí nè đừng buộc xích nhiều nè. Còn ở đây nhiều chỗ mà nha, nằm à đây rùi đây. Ở đây không có con nào bự anh kia, chút chút không con bự đó hết rồi, hết hố chưa, đâu được bảy chuột vậy hả, bự gãy bự gãy rồi lấy găng cắn túi hoài. Cái ao bự nó đâu à, giống con đi giáp giọng rồi. Ok, kết thúc tập này đúng không bạn ơi, giờ khuya rồi, hai anh em mình phải đi về đây à, 4-5 con thì coi nãy mình bắt như là 3-4-5 con chứ, 5 con nãy cái đầu tiên bên kia là 2 con với lại mới đi qua cái chỗ em với ba đi là gặp con nó là 4, đây là 3, 3 với gốc cái kia con là 4, đây con nó là 5 con rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, nhớ cho anh em mình like xem quảng cáo cho anh em mình kiếm mì tôm ăn nha các bạn, đang trong rừng mà giờ hai anh em tiếp tục đi về, nãy định đi về là mà đi qua bên kia soi lạc nhau đi kiếm hố bơm soi luôn được 5 con hả, chơi đấy còn hố hả, thôi chơi đấy còn hố hả, thôi còn hố vậy có gì mình sẽ làm tập sau nha, tập cũng khá là dài rồi, để các bạn nhớ đón xem tập sau mấy em mình lên mấy cái hố trên đó rồi có được con nào nữa nha các bạn, rồi chào, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha.